Chào bạn, có một sự thật chúng ta hay nhầm tưởng đó là da khô là da thiếu nước và muốn hết khô thì cần phải bổ sung thật là nhiều nước cho da. Tuy nhiên, đây là một ý niệm không hoàn chỉnh bởi vì bên cạnh yếu tố nước thì da còn bị thiếu cả những yếu tố lipid là những cái thành phần để giúp kết dính lại những cái tế bào sừng để tạo nên một hàng rào bảo vệ da chắc khỏe. Làm sạch da là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng và cần phải đặc biệt chăm sóc hơn, kỹ hơn ở những người có làn da khô. Bioderma đã mang đến một giải pháp làm sạch sinh học trong dòng sản phẩm Atoderm, cụ thể ở đây đó là Atoderm Gel Douche. Làm sạch sinh học ở đây có nghĩa là những thành phần có trong sản phẩm sẽ mô phỏng lại những thành phần mà đã bị thiếu hụt ở một làn da khô, gây nên tình trạng khô da cũng như là cách hoạt động của những thành phần này để đảm bảo sự tương thích gần gũi nhất và không gây kích ứng, không làm tổn hại đến hàng rào bảo vệ da. Gel làm sạch dịu nhẹ Gel Douche dùng được cho cả gia đình, có nghĩa là dùng được cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, lành tính đến mức dùng được cho cả vùng da mỏng và nhạy cảm như là da mặt lẫn vùng da dày hơn như là da cơ thể. Vậy thì đây sẽ là một giải pháp 2 trong 1 cho cả mặt và cho cơ thể. Chắc các bạn còn nhớ là bằng sáng chế Skin Protect mà mình sẽ đã nói trong video trước. Đây là một bằng sáng chế có những thành phần sẽ giúp da tự kích thích lại những thành phần lipid bao gồm ceramide, cholesterol, các axit béo cũng như là những thành phần để thu hút nước, dự trữ nước cho da như là thành phần HA. Và bên cạnh Skin Protect với vai trò là củng cố lại được hàng rào bảo vệ da thì Atoderm Gel Douche còn giúp da giữ ẩm tốt hơn với những thành phần giúp ẩm siêu tốt đó là glycerin, Cocoglucosid và glycerin oleate. Đây sẽ là một trong những chìa khóa khiến cho các bạn tự hỏi là tại sao có một sản phẩm làm sạch hiệu quả nhưng tuyệt đối không gây khô da. Vậy thì bạn hãy sử dụng Atoderm Gel Douche mỗi ngày để làm sạch và sau đó thì kết hợp thêm Atoderm Cream để tăng hiệu quả chăm sóc da khô lên hơn ha. Sống chung cùng da khô dễ dàng hơn rất nhiều với Bioderma. Xin chào.